Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình thái đồ đũa vô, mình xào một dĩa sẵn, mình ghi lại làm kỷ niệm luôn. Tại vì đồ đũa thì cũng món ăn bình dân, cũng không có cái gì nấu cầu kỳ đặc biệt, nhưng mà mình thích để làm. Đồ đũa thì mình có một nhúm khoảng là 300 gram. Mình bữa nay mình xào với tôm cho nó dễ. Có cái này xào thịt bò cũng được, còn mấy người ăn chay á, họ xào với đậu hũ. Còn mình á, thì mình xào với tôm. Mình sẽ xào với những cái rau củ kèm theo để lấy màu cho đẹp thôi. Thì mình sẽ xài những cái trái ớt trái đủ màu, rồi hành tây thì cho thơm. Còn ướp vô tôm á thì tôm đông lạnh mình nửa củ hành tây hả, mấy củ màu với lại mấy cái lá hành. Đồ đũa thì nó trồng nó không có được tốt lắm á. Mình ngâm một tí muối để cho có sâu gì mà nó trong á thì có nó có bò ra không. Nếu mà mình đồ đũa mình cắt khúc mình xào á thì thấy cũng không có được đẹp lắm, cho nên mình với là những cái là cái trái nào mà nó dài á thì mình sẽ quắn nó lại tròn 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 cho nó dồn cho nó đẹp mắt thôi, chứ cũng không có gì. Cái này mình dồn cho kỹ tại vì dễ bị sâu đục lắm, có nhiều khi nó chui vô trong á. Mình thấy nếu mà mình ngâm muối mà mình đồ đũa nó có hai loại. Mình thấy có cái loại mà trái xanh màu xanh đậm luôn á, còn cái này cái trái cái màu màu xanh ngọc lợt lợt thôi, nếu mà nó già lẫn ra màu trắng luôn á. Thì cái loại này á, mình thấy là cái vỏ nó mỏng hơn cái loại cái đậu đũa mà màu xanh, cho nên khi mà mình thắt cái vòng nó thì nó cũng dễ gãy lắm. Nếu mà nó già thì cái hạt nó to, cái vỏ nó mỏng thì mình gút nó dễ hơn. Còn bây giờ nó cũng chưa được già đó, thì mình sẽ bỏ nó vô microwave chừng 30 second là nó mềm cho mình gút. Nhưng mà khi mà bỏ vô microwave á thì bạn cho nó vô tí nước nha, chứ không thôi là nó nổ bung bung hột ra luôn á. Nó như vậy chứ mình bỏ vô cái nó nổ tắc lát ra, nên mình gút nó cũng khó gút quá, thành ra mình mới bỏ vô microwave. Còn thường thường á, nếu mà mình nấu mà với cái số lượng ít ít vậy đó thì khi mình xào á, mình cũng hay bỏ vô microwave cho nó chín trước cái những cái rau quả trước, chứ còn mình xào nó chưa thấm đó, bây giờ mình bỏ vô thì nó mềm hơn. Gút này chẳng qua là để cho nó dồn cho nó vui thôi. Còn cái tôm là thì mình tôm này cũng còn tươi, trong khi nói về thà dồn thì các bạn thấy mình gút đó thì mình nói qua cái tôm, tôm thì nó cũng còn tươi, thành ra mình không có cần mà phải ướp, phải là rửa giấm hay là rửa rượu làm gì. Mình chỉ rửa xả tí nước muối thôi. Xả nước muối rồi mình ướp nước mắm để mà mình xào. Đó có mấy cái bị nổ ra. Mình làm cỡ chừng 30 giây thôi, chứ còn là mình làm nhiều á nó mềm đậu luôn, nó chín luôn á. Cái này mình để mình chín, cái mình xào chín nữa thì nó đậu nó nát ra. Còn mình làm khi mà mình xào á để cho nó còn thấm cái gia vị rồi do cho đậu đũa ngon. Thực ra thì cũng đậu đũa này người ta thấy mấy cái món mà gỏi của Thái á, người ta để đậu đũa sống đó, người ta bóp cho chua ngọt cho người ta ăn. Mình chưa bao giờ mình ăn đậu đũa sống ấy đó. Mình không biết mình có thích nó hay không, nhưng mà mình thường mình xào như kiểu đủ thứ, muốn xào thịt tôm gì cũng được. Bây giờ thì tôm mình đã sau khi rửa nước muối xong rồi thì mình có cái chén ớt nước mắm với lại tỏi phi lên đó, mình bỏ vô chút rồi mình bỏ vô
một teaspoon nước mắm, rồi một teaspoon bột bột bắp, tinh bột bắp. Mình bỏ cái này vô phần là để cho tôm mình nó con tôm nó ngọt lại, rồi mình cũng để cho khi mình xào thì nó bám lên cái đậu hũ á, ô quên, đậu đũa vẫn khỏi chảy nước lên bền. Rồi cho vô cỡ 1/4, 1/8 muỗng tiêu. Lát xào xong thì mình cũng bỏ tiêu nữa. Bây giờ thì mình chỉ bỏ tiêu cho ướp thôi, chút xíu thôi. Thì mình cũng có cái hành lá mình xắt ra là để trang trí cho nó đẹp. Hành tây thì xào thêm nước ngọt. Còn mình lại hành tỏi với lại hành tím á, thì để mà mình phi lên cái dầu cho thơm. Mỗi thứ thì chút à. Cà chua thì nửa trái cà chua, mình lấy 3 trái ớt vàng, trái ớt cam, trái ớt đỏ, là ớt ngọt á, là chẳng qua là cái đó là tùy thích thôi, cái đó là để vô cho nó đẹp thôi. Còn các bạn không thích thì thôi, nếu mà nhiều đồ đũa thì tại mình ít đồ đũa quá. Bây giờ thì mình bỏ vô một muỗng canh dầu, rồi mình phi cái hành tỏi rồi để cho nó lên nó thơm á. Nó vừa nó có mùi thơm thì mình bỏ tôm vô mình xào. Trong tôm này nó có bột hồi nãy bạn thấy đó, thì mình xào nó cũng dễ bị dính chảo á, cháy, thành ra mình khuấy lẹ lẹ tay lên cho nó trở đều đều. Này là chẳng qua là làm cho nó vui chứ xào đồ đũa. Có nhiều người họ xào giống như họ chiên cái đồ đũa lên cái sợi đồ đũa nó khô nó quéo lại luôn á. Nhưng mà mình ăn cái gì mình cũng ăn còn cái nước ở trong á, cho nên chỉ là xào sơ sơ sống sống thôi. Giờ mình bỏ cà chua vô cho nó ra cái nước chua chua ngọt ngọt cũng thấm vô tôm cho nó ngon thêm. Chứ tôm mà mình xào khô quá thì giống tôm kho. Cái này thì mình ướp nó tí muối, muối thì mình rửa nó rồi đó. Mình rửa sơ rồi mình không có tra ấy lại, mình chỉ chắc cái nước nó ra thôi, còn cũng dính muối trong á. Rồi mình bỏ một muỗng nước mắm hồi nãy bạn thấy, cho nên xào nó cũng bốc mùi trong nhà lắm. Này các bạn nếu không thích thì không có ướp nước mắm, để khi mình nêm mình bắt cái chảo xào xuống rồi mình mới nêm nếm vô. Trở cho nó đều, cho nó mấy con tôm nó con nào nó cũng áp xuống chảo. Nó mình vừa chín tới là mình lấy ra để rồi mình xào cái đậu cho nó thấm. Rồi, bây giờ thì cho hành vô. Rồi múc ra thôi. Không có xào chín lắm, cái bất cứ cái gì xào chín nó vừa ra nước mà cũng vừa mềm, ăn không còn cái giòn giòn. Đáng lẽ là mình bỏ dầu vô thêm để mình xào cái này, nhưng mà mình thấy vậy được rồi, mình không cần bỏ. Tại vì mấy cái tròn tròn thì mình có bỏ microwave rồi đó, ra mình sẽ bỏ nó vô sau một chút. Còn mấy cái khúc mà dài dài này là mình chưa bỏ, nó còn sống. Ăn này ngó đơn giản vậy chứ nó cũng ăn với cơm nóng là nó cũng ngon lắm. Màu sắc cũng bây giờ tươi. Mình cho chút xíu muối vô. Cái này rồi cái này là các bạn nêm nếm theo tùy thích của mình á. Mình chỉ cho tí muối rồi cái nước tôm hồi nãy ra. Rồi. Bây giờ đã trộn lại cho tất cả, mình thấy các nó tiếp xúc với cái nước ngọt chung đó là coi như là mình tắt lửa. Tắt lửa xong mình bỏ tôm vô thôi, bỏ tôm trở lại cho nó quyện với nhau thôi. Giòn màu cũng vui mắt à. Không biết ngon bổ dưỡng gì chứ dồn nó tươi mặt của mắt là thấy cũng bổ con mắt rồi.
Cái này sắc cho vài cái lá ngò lên nữa là nó thơm lừng luôn. Nhưng mà ngò của mình á, nó mới trồng lên khoảng chừng 3 cái lóng tay à, 2 lóng tay nó chưa được 3 lóng. Cho nên mình hái vài cọng thôi. Đây lộn cái nắp. Rồi, nên nó vậy là thấy vậy là nó quay chập với mấy cái sợi nó rớt ra luôn. Tại vì cái đầu đũa của mình cùi quá. Mình không có bóng phân bóng phết gì hết trơn á, cứ để vậy cứ lấy cái dao cho ông trời đó, ông thường cũng mưa nhiều rồi nước cho từ cái chỗ này chảy tới chỗ kia, ông mang theo cái chất mà dinh dưỡng gì đâu tới chứ, còn thành ra nó cùi lủi. Nhưng mà cũng cung cấp được một mùa đậu đũa thì nhà mình xào cũng được 3 4 lần á, bốn lần lần chút vậy thôi, đâu nhiều, có mấy cây à. Có một cây trồng trong chậu á, mà đậu đũa nó mau lớn lắm nha. Hồi mình làm cái video đậu đũa nó vui, nó dồn nó lớn từng ngày á. Bây giờ thì mình chỉ ra dĩa thôi, ăn kèm với những món khác, chứ còn món này ít quá không có đủ ăn cơm. Rồi, coi như là mình chia sẻ với các bạn cái video mình làm đậu đũa xào để ăn cơm. Rồi, mình cũng có tí bột tỏi phi chứ. Chứ không phải bột tỏi, tỏi phi mình bỏ lên cho nó thơm thơm. Rồi mình có chút xíu hành nè. Xíu hành ngò. Coi như là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.